Tinh thần biến phần 3 tập 29, phòng khởi. Đây chắc là tần vũ tiểu huynh đệ, ân nhân cứu mệnh của con ta. Mỹ nữ thanh cao diễm lệ cười lên tiếng, đôi mắt nhìn kỹ tần vũ. Tần vũ biết nữ nhân trước mặt mình là mẫu thân của liên trùng, cũng là nhị đảo chủ của bằng ma đảo, thập nhị kiếp tán ma hỗ nghi. Khi tới bằng ma đảo, liên trùng đã nói về phụ mẫu rất là tỉ mỹ, tần vũ vừa mới mở miệng, liên trùng chặn nói mẹ đây chính là tần vũ hảo huynh đệ của con lúc dùng truyền tấn thông báo con không có nói rõ ràng làm cho cha mẹ không rõ chuyện lúc đó con phải độ tán ma trí tiếp công lực tiêu thất gần hết chỉ miễn cường chống chọi lại ngũ đạo thiên lôi con khi đó đã tuyệt vọng vào lúc tối hậu tần vũ huynh đệ xuất hiện cho con một viên tạo hóa đan mẹ không ngờ đâu cái viên tạo hóa đan đó công hiệu thật là ghê gớm con mới nuốt vào bụng chỉ trong nháy mắt công lực đã hồi phục nhị đảo chủ hỗ nghi tam đảo chủ liên khiếu phù thế hai người nhận được tin liên trùng thông qua truyền tấn lệnh họ cũng biết tần vũ là người đã cứu nhi tử của mình trong lúc nguy hiểm nhất trong truyền tấn lệnh lại không kể danh mạch sự tình xảy ra thành ra họ đợi tới khi gặp mặt rồi mới hỏi cho rõ ràng câu chuyện trùng nhi hỗ nghi và liên khiếu khi nghe liên trùng kể lại không ngăn nổi sự sợ hãi trong lòng hiển nhiên nếu như tần vũ gặp con họ trễ một chút khi đạo thiên lôi thứ sáu giáng xuống con của họ chết là chắc. Tần Vũ tiểu huynh đệ, người đã cứu con chúng ta, lại còn vì nó mà hao phí hết một hoàn đan dược chân quý sinh sinh tạo hóa đan, đại ân này thật là khó báo đáp. Xin mời Tần Vũ tiểu huynh đệ nghỉ ngơi ở Tu La cung của chúng ta, để cho trùng nhi được ở bên cạnh, ngày mai phu thê chúng ta sẽ báo đáp trọng hậu. Hộ Nghi nghiêm túc nói. Đối với việc cho con họ sinh sinh tạo hóa đan tác dụng như kiếp linh đan, cứu tính mệnh của nhi tử mình, thật là đại ân đức. Tam đảo chủ liên khiếu mỉm cười nhìn vợ mình. Chuyến này bọn họ hai người trước khi xuất hành, thật ra đã chuẩn bị lễ vật để cảm tạ Tần Vũ, chỉ có điều bây giờ, họ thật không thể đưa ra. Sinh sinh tạo hóa đan, trong nháy mắt có thể phục hồi công lực. Đan dược như vậy, tại lúc độ kiếp bằng như tính mệnh thứ hai, giá trị chân quý như vậy tương đương với kiếp linh đan của Liên Vân Đảo Chủ, phu thê hai người họ chuẩn bị lễ vật cho dù chân quý, làm sao mà sánh được với sinh sinh tạo hóa đan chứ, thật là cách biệt khác xa. Với địa vị của hai người họ, đương nhiên không thể tặng Tần Vũ lễ vật mà không xứng với sinh sinh tạo hóa đan. Tần Vũ huynh đệ, đi nào, lại đây với ta, ta đẫn huynh tham quan bằng ma đảo. liền trùng dắt Tần Vũ tiến vào đảo. Chậm đã, con kỳ lân này ở đâu ra vậy, sao có thể tùy tiện tiến vào bằng ma đảo. Hai vị lĩnh đầu giả của hai đội nhân mã ra Ninh tiếp liên trùng đối diện với Mạc Kỳ Lân nói lớn. Nhà thúc, đó chính là linh thú để cưới của Tần Vũ Huỳnh Đệ. Liên trùng lộ vẻ giận. Linh thú. Hộ nghi và liên khiếu cùng giật mình. Linh thú tại tiên ma giới thật không chân quý lắm, nhưng tại nhân giới cơ hồ tìm không ra cũng là do linh thú quyển quá mức hiếm có. Cha, mẹ, tần vũ huynh đệ lúc ban đầu phải vất vả lắm mới thu phục được con linh thú này. Đương nhiên, vì huynh ấy nhờ có linh thú quyển, còn bằng không thì làm gì có khả năng thu phục một linh thú lợi hại như vậy. Liên Trung giải thích. Linh thú quyển. Hộ nghi và liên khiếu với ánh mắt khác nhau cùng nhìn qua tần vũ. Sinh sinh tạo hóa đan, linh thú quyển. Ở tại bạo loạn tinh hải cũng không ai có, Tần Vũ ngay cả đại thành kỳ cũng chưa đạt đến, làm cho người khác không thể không hoài nghi bối cảnh của hắn. "Tốt lắm, Tần Vũ huynh đệ, ta dẫn huynh tham quan bằng ma đảo." Liền trùng lên tiếng rồi mang Tần Vũ trực tiếp bay tới bằng ma đảo. Hộ Nghi và Liên Khiếu vai kề vai bay lên cao, nhìn Tần Vũ và nhi tử của mình, ánh mắt lấp lánh có vẻ khó hiểu. "Phu nhân, coi bộ vị Tần Vũ tiểu huynh đệ mang trên mình nhiều bí mật." Liên khiếu mỉm cười nói. Hộ nghi gật đầu trầm ngâm nói. Đúng, tần vũ đích thật thần bí, đặc biệt là khi bắt đầu thấy hai người chúng ta, hắn không có đến một điểm ý kỵ kinh ngạc. Hộ nghi là nhân vật thế nào chứ? Thập nhị kiếp tán ma, bằng ma đảo nhị đảo chủ, cho dù ngũ lục kiếp tán tiên tán ma gặp mặt nàng, trong lòng hết thảy đều run sợ, nhưng tần vũ gặp mặt nàng mà cứ như là gặp người bình thường. Tướng công, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta hiện tại phải lo nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà cho Tần Vũ. Sinh sinh tạo hóa đan là trí bảo tương đương với sinh mệnh thứ hai. Người ta lại cứu tính mệnh con mình. Chúng ta làm sao mà cảm tạ đây? Hồ Nghi bắt đầu thấy nhức đầu rồi. Cho dù bản thân là bằng ma đảo nhị đảo chủ, bây giờ cũng thấy bắt đầu phiền não. Đối phương đã cứu nhi tử của mình, lại còn tốn mất một sinh sinh tạo hóa đan nữa. Tam đảo chủ liên khiếu bắt đầu nhíu mày tặng Tần Vũ cái gì đây? Vào lúc này Tần Vũ và Liên Trùng nhanh chóng tới bằng ma đảo, bằng ma đảo cực đại, tương đương với tam đại vương triều ở Tiềm Long Đại Lục hợp lại, tuy nhiên nhân số chỉ ba 000 người, mật độ nhân khẩu rất thuyệt thớt. Cung điện có khắp nơi, nào là mê trận, ảo trận, sát trận, tuyệt trận. Dòng suối nhỏ, quỳnh lâu ngọc vũ, đỉnh thai lầu các. Ở bằng ma đảo tán tu ít nhất là lục kiếp, với sức mạnh của bọn họ có thể vung tay rời đá kiến tạo cung điện động phủ, khu vực phía ngoài của bằng Ma đảo, gọi là các động phủ cung điện hình dáng khác nhau nhưng cũng chứa một trận pháp kỳ lạ. Ở bằng Ma đảo, ngoại vi và nội vi không giống nhau, nội vi ngoại trừ một đại trận bên ngoài, không còn trận thế nào nữa, như là thế ngoại đảo nguyên. Vào tới trọng tâm khu vực của bằng Ma đảo, Tần Vũ cảm nhận được nguyên linh chi khí kinh người ở đây. Ha ha, cảm thấy kỳ lạ không? Tần Vũ huynh đệ, ở khu vực hạch tâm của bằng ma đảo có một quặng mỏ nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch này tại phàm nhân giới cũng chỉ có ở bạo loạn tinh hải. Còn mỏ lớn nhất là ở hạch tâm khu vực của bằng ma đảo, cũng là nguyên nhân mà đại bá của ta lúc ban đầu cư ngụ ở đây. Liên trùng tự hào nói. Tần Vũ ánh mắt lấp lánh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mỏ nguyên linh thạch hả? Vậy chính là đại biểu cho nơi này có cực phẩm nguyên linh thạch. Tần Vũ trong lòng nóng bừng lên mình có kiếm tiên khôi lỗi thực lực cường mạnh, có một khối là ngang nhất cấp kim tiên, có cả hai khối, có thể thi triển thực lực của nhị cấp kim tiên. Tần Vũ lúc này tự chúc mừng mình đã vào tới bằng ma đảo. Liên trùng huynh, mò nguyên linh thạch bao lớn vậy? Tần Vũ hỏi. Liên trùng suy nghĩ trả lời. Huynh xem, ở vùng trọng tâm của bằng ma đảo, chu vi xung quanh là vài trăm dặm còn mò nguyên linh thạch, chu vi vào khoảng hàng chục dặm. Tần Vũ dùng mình không quá ngạc nhiên chứ. Liên Trung tự hào nói. Tất cả quạng mỏ ở bạo loạn tinh hài tổng cộng có vài cái thôi, nhưng lớn nhất cũng chỉ có một cái, nhỏ nhất cũng chỉ có một, chu vi rộng vài dặm. Tần Vũ trong lòng cười khổ. Một cái lớn nhất. Thành Vũ Tiên Phủ thật lớn, Thành Vũ Tiên Phủ rộng khoảng chục ngàn thước, chỉ là một Thành Vũ Tiên Phủ làm sao vượt quá mỏ quáng thạch nhỏ. Hơn nữa Thành Vũ Tiên Phủ lúc ban sơ là một nguyên linh nguyên thạch cực lớn ở nguyên linh thạch mạch lúc đầu Tần Vũ tại nhị lâu tàng bào các của cửu kiếm tiên phủ, lấy được không ít thư tịch ngọc giản, bên trong có giải thích tri thức cơ bản. Tần Vũ minh bạch một chuyện. Tại tiên giới, mỏ nguyên linh thạch thông thường cũng là vài trăm dặm, thậm chí lên tới ngàn dặm, vạn dặm. Vài chục dặm chu vi, tại tiên giới, được coi là nhỏ nhặt không đáng kể, căn bản là không đáng nhắc tới. Chính ra tại tiên giới mỏ nguyên linh thạch nhỏ bé không đáng nhắc tới, thì tại phàm nhân giới được xưng tụng là mỏ nguyên linh thạch hạng nhất. Quảng càng nhỏ, sản xuất nguyên linh thạch cũng ít, đồng thời chất lượng cũng kém. Tần Vũ hiểu rất rõ đạo lý này, Tần Vũ lúc đó về mặt mệt mỏi hỏi liên trùng. Liên trùng huynh đệ, mỏ ở đây có xuất ra cực phẩm nguyên linh thạch không? Cực phẩm. Liên trùng mở to hai mắt. Tần Vũ huynh đệ, người không biết, tán tu từng nói, một khối trung phẩm nguyên linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên linh thạch, một khối thượng phẩm nguyên linh thạch, lại tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên linh thạch, một khối cực phẩm nguyên linh thạch, tương đương với trăm khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Người có biết một khối cực phẩm nguyên linh thạch có nghĩa là gì không? Liên trùng lại gần tần vũ hét lớn. Tần vũ đương nhiên biết là cực phẩm nguyên linh thạch thực là chân quý. Những mỏ thông thường vào khoảng vài chục dặm là mỏ nguyên linh thạch loại nhỏ, phòng trường không có khả năng khai thác được cực phẩm nguyên linh thạch, đương nhiên cũng có khả năng sản xuất ra. Căn cứ vào tiên giới thư tịch mà Tần Vũ lấy được có giới thiệu, ở mỏ nguyên linh thạch loại nhỏ thông thường vào khoảng vài chục dặm, có khả năng sản xuất một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Mỏ nguyên linh thạch dài ngàn dặm, có khả năng sản xuất khoảng chục khối cực phẩm nguyên linh thạch, thậm chí vài chục khối. Còn loại mỏ lên đến vạn dặm, có thể có nguyên linh tình phách. Nguyên linh tinh phách tương đương với 100 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Cứ tưởng tượng như vậy, có thể xem nguyên linh nguyên thạch cực lớn ở ngôi thành hoàng phế, thành vũ tiên phủ hiếm có như thế nào, ít thấy như thế nào, tại tiên giới thật là cực kỳ trân quý. Ý của ta là, ta chỉ muốn hỏi mỏ ở đây có sản xuất ra cực phẩm nguyên linh thạch hay không thôi. Tần Vũ nói, liền trùng trầm tư một lúc, để xem, lúc bắt đầu khai thác, cũng là vài trăm ngàn năm rồi, ta chứng kiến đại bá xuất ra một khối cực phẩm nguyên linh thạch, nhưng từ đó cho đến bây giờ cũng không thấy qua lại. Tần Vũ ánh mắt rực sáng. Có là tốt. Tần Vũ ở Thanh Vũ Tiên Phủ, có giả sơn, suối nước phun, trong thương khố đều có chứa lượng lớn nguyên linh thạch, thậm chí ngay cả thượng phẩm nguyên linh thạch cũng không ít, nhưng không có loại cực phẩm. Hắn có thể lấy một lượng lớn thượng phẩm nguyên linh thạch đi trao đổi, hoặc dùng linh thú quyển, trung phẩm tiên khí để trao đổi hoặc là sinh sinh tạo hóa đan. Trong Tu La Cung Tu La Cung nằm phía bên kia hồ đối diện với Kim Vũ Điện, kiến trúc của cả hai cực kỳ to lớn. Tần Vũ lúc này được an trí tại Tu La Cung, ở tầng hai các lâu, bên trong bố trí thanh nhã. Trong đại sảnh tiểu lâu các, liên trùng chặn Tần Vũ lại hưng phấn nói. Hà hà, Tần Vũ huynh đệ, tin tốt, đại bá của ta đối với người rất là thú vị, muốn ta dẫn người tới Kim Vũ Điện gặp mặt. Liên trùng hớn hở nói. Bằng ma đảo chủ. Tần Vũ hỏi lại. Liên trùng gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tần Vũ huynh đệ, trước khi đi, ta cũng phải đề tỉnh người một điều, đại bá ta là con người cô ngạo, như nếu như là người mất lòng, ta cũng cứu không nổi đâu. Tần Vũ cũng biết các cao thủ, thông thường đều rất đặc biệt. Nên nhớ, khi gặp đại bá của ta, không được gọi là đảo chủ, mà xưng là tông tiền bối. Liên trùng cao giọng nói. Tông tiền bối. Tần Vũ nghi hoặc. Đúng vậy, đại bá ta không thích người khác xưng hô mình là đảo chủ, danh tự là tông quật, nếu gọi người là tông tiền bối, người cao hứng hơn nhiều, đó là điểm đầu tiên. Liên trùng cẩn thận dặn dò. Tần Vũ trong lòng cười khổ. Chỉ bằng vào cái điểm này cũng thấy được bằng ma đảo đảo chủ là người kỳ quái mà. Điểm thứ hai, thái độ đừng có khiêm cung, đại bá ta tối kỵ cung cách khép nép này." Liên trùng lại nói, "Thú vị, thú vị à, đại bá của ngươi quả nhiên thiệt là thú vị." Tần Vũ bắt đầu cười, đột nhiên thấy được vị cao thủ vô địch trong truyền thuyết quả là kỳ quặc. Liên trùng thần bí nói, "Ha, Tần Vũ huynh đệ, ngươi không biết, tại sao đảo này lại gọi là Bằng Ma Đảo?" "Tại sao vậy?" "Hắc, Bằng Ma Đảo, chữ ma có quan hệ đến phụ mẫu ta." còn như chữ bằng chính vì bổn tôn của đại bà ta, siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu. liền trùng đôi mắt ánh lên một đạo quang mang. Kim sĩ đại bằng điểu, siêu cấp thần thú, thần thú cũng có siêu cấp nữa sao? Đối với cấp bậc của thần thú, Tần Vũ có điều nghi hoặc, ví dụ như theo hắn biết, Hắc Long lợi hại hơn Thanh Long, nhưng mà ở thần thú, cấp bậc có ý nghĩa như thế nào? Hà, Tần Vũ huynh đệ, huynh ngay cả với cấp bậc thần thú mà cũng không rõ ràng thật là, thôi để ta nói cho huynh nghe, thần thú, có tổng cộng bốn loại khác nhau. Liên trùng nói, tần vu lắng nghe kỹ càng. Tỷ như long tộc có thanh long, hồng long, lam long, nói chung là đại đa số của bộ phận thần thú, đều là hạ cấp thần thú, bộ phận thần thú này chiếm chín phần trong tộc thần thú. Còn hắc long, ngân long, tam nhãn bích tình thiềm, long nham sư, hoài nham sư, chập trừ, cửu đầu xa đều là trung cấp thần thú. Kim Long, Thông thiên thử là thượng cấp thần thú, thượng cấp thần thú vốn hiếm thấy, cực kỳ chân quý, bọn chúng có được truyền thừa ký ức, thực lực cường đại không ai sánh bằng. Liên trùng hít vào một hơi sâu. Cuối cùng là siêu cấp thần thú số lượng tồn tại cũng là hiếm hoi nhất. Tần Vũ hoàn toàn chú ý vào lời liên trùng. Thần thú, phân chia thành phi cầm, tẩu thú và lân giáp. Trong số đó, phi cầm có kim sĩ đại bằng điểu, phượng hoàng, còn có hai, ba loại khác nữa, đại bá ta không nói cho ta nghe. Ngày vậy Tần Vũ đã minh bạch, đây là những tri thức về thần thú mà bằng ma đảo chủ kể cho liên trùng. Trong lần giáp loại, siêu cấp thần thú chỉ có một chủng, chính là ngũ trảo kim long của long tộc, ta dám khẳng định điều này. Liên trùng mỉm cười nói. Cuối cùng là tàu thú loại, siêu cấp thần thú của tàu thú, có vài chủng, ta chỉ biết một chủng thôi là hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân và phượng hoàng giống nhau, đều được sinh ra từ trong hỏa diễm hạ cấp thần thú, trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú, siêu cấp thần thú, cấp càng cao thì số lượng càng ít, siêu cấp thần thú số lượng lại càng rất hiếm hoi. Tại phàm nhân giới có thể xuất hiện hai siêu cấp thần thú là chuyện rất khác thường. Hai mắt liên trùng loài sáng. Tần Vũ huynh đệ, người căn bản không biết lợi hại của siêu cấp thần thú đâu, siêu cấp thần thú lúc mới đầu chưa thể xem là lợi hại, nhưng càng về sau ưu thế của bọn chúng càng lớn đại bá của ta và tộc trưởng long tộc đó đều được xưng tụng vô địch bởi vì họ là siêu cấp thần thú. Siêu cấp thần thú. Thậm chí là trong phàm nhân giới, theo đại bá ước tính thì số lượng thượng cấp thần thú tối đa cũng chỉ khoảng 10 là cùng, kim long của long tộc chỉ có một vài tên. Liên trùng không khỏi cảm thán. Lợi hại của thần thú thì mọi người đều biết, một thần thú có thể mạnh gấp 10 lần cao thủ đồng cấp, một số trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú lại còn có huyết mạch ưu tú nhất cao nhất là siêu cấp thần thú sao? Phí Phí và Tiểu Hắc đều có truyền thừa ký ức, không phải là đại biểu cho, bọn chúng ít nhất cũng là thượng cấp thần thú. Tần Vũ trong lòng kích động. Ngày những gì liên trùng nói, Tần Vũ đã minh bạch, lợi thế của thượng cấp thần thú và siêu cấp thần thú là chúng có truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức sẽ cho phép thần thú có thể học tập một cách có hệ thống các loại công pháp huyền ảo đặc dị, làm cho những thượng cấp, siêu cấp thần thú này càng thêm lợi hại. Sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt hồ giữa Tu La cung và Kim Vũ điện vẫn còn chìm ngập trong màn sương mù, Tần Vũ đã theo Liên trùng đi đến Kim Vũ điện. Mái ngói của Kim Vũ điện màu vàng, thêm vào đó phía bên ngoài là những bức tường kiên cố đen ngòm, dù còn chưa tiến vào Kim Vũ điện, mới chỉ đứng ở bên ngoài mà Tần Vũ đã cảm thấy một cảm giác âm lạnh bao phủ toàn thân. Liên trùng lúc này cũng tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều, không tùy tiện cười đùa nữa. Liên Trùng đại ca, sứ Tôn đang ở hậu sảnh đợi các người. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo màu xám từ Kim Vũ chính điện bước ra, đôi mắt sắc bén của nam tử làm cho Tần Vũ cảm giác rất giống, mắt của Tiểu Hắc cũng giống như vậy. Liên Trùng gật đầu, quay sang Tần Vũ. "Tần Vũ huynh đệ, đi theo ta." Tần Vũ theo sau Liên Trùng bước vào trong Kim Vũ điện, đại điện của Kim Vũ điện toàn màu đen, chỉ có những cây cột là có màu xanh đồng, tự nhiên khiến cho những người bước vào trong lòng phẳng phất như bị một tòa núi nặng đè lên. Qua khỏi Đại Điện là đến Hậu Sảnh. Hậu Sảnh bố trí không giống như Đại Điện, trong Hậu Sảnh chủ yếu lấy hồng mộc cùng với màu vàng làm chủ đạo, các loại ghế đều có màu đỏ đậm, cũng có một ít màu vàng trang trí. Cảm giác nặng nề lúc trước cũng theo đó giảm đi, cảm thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Một người mặc bộ trường bào bằng tơ màu trắng, mái tóc dài xóa xuống vai, đôi mắt rất sắc sảo. Đại Bá. Liên trùng cung kính nói, người trước mặt chính là Tông Quật sao? Tần Vũ quan sát thật kỹ người ở trước mắt, từ Liên trùng mà Tần Vũ biết được Tông Quật bổn tôn là Kim Sĩ Đại bằng điểu, Kim Sĩ Đại bằng điểu có hung tính 10 phần khủng bố. Tần Vũ vốn nghĩ là Tông Quật kỳ thật phải rất sắc bén, chỉ ít thì đôi mắt cũng phải sắc như tiểu hắc, không ngờ là lại khác hoàn toàn so với dự liệu. Ngược lại, khí chất của Tông Quật có điểm giống với Lan Thúc, phải, là Lan Thúc. Lan Thúc không hề tạo cho Tần Vũ một chút áp lực nào, cảm giác giống như là gió xuân phớt qua mặt, như mưa phùn rơi xuống người, rất thư thái, rất tự nhiên. Nhưng trong người Tông Quật vẫn tỏa ra một cỗ áp lực, áp lực mà mọi vô địch cao thủ đều có. Tông Tiến Bối Tần Vũ cúi mình nói Tông Quật nhìn Tần Vũ thật kỹ, rồi gật đầu Pháp môn tu luyện của Tần Vũ tiểu huynh đệ quả nhiên huyền diệu đặc dị, xem ra sư môn không đơn giản, tốt, trước tiên mời ngồi sư môn. Tu luyện công pháp của mình đích xác có thể coi là huyền diệu đặc dị. Tần Vũ thản nhiên cùng liên trùng ngồi xuống. Trùng nhi, lần này là Tần Vũ tiểu huynh đệ cứu ngươi phải không? Ta rất là hiếu kỳ, tình huống của ngươi lúc đó, cho dù là ta có đến cũng không cứu được ngươi, trừ khi ngươi có kiếp linh đan. Ta nghe nhị muội bọn họ nói, Tần Vũ tích góp ở các nơi trong nhiều năm mới có sinh sinh tạo hóa đan. Tổng quật nhìn vào Tần Vũ, mục quang như nước sinh sinh tạo hóa đan, một thời gian ngắn công lực sẽ hồi phục, hiệu quả như vậy hơn hẳn kiếp linh đan, thậm chí còn tốt hơn nhiều, nuốt kiếp linh đan xong, công lực sẽ dần dần khôi phục, nhưng cần thời gian dài hơn so với sinh sinh tạo hóa đan của ngươi. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ta rất lấy làm kỳ quái, bằng vào quan hệ giữa ta và Liên Vân Đảo chủ nên ta biết rằng kiếp linh đan rất khó luyện chế, nguyên liệu rất hiếm, lúc luyện chế Chân hòa trong người tối thiểu phải là thiên hòa mới khả dĩ. Tần Vũ tiểu huynh đệ công lực không đủ đại thành kỳ, e là chân hòa trong nội thể không phải là thiên hòa. Vậy mà vị tiền bối trong môn phái của ngươi mô phòng cách luyện chế đan dược này, làm thế nào lại có thể tạo ra sinh sinh tạo hóa đan? Từ trước đến giờ sau ta chưa từng nghe qua thanh danh nhỉ? Mong tiểu huynh đệ giúp ta giải quyết nghi hoặc. Tông Quật khẽ cười nói. Nói chung đạt đến thiên tiên, thiên ma hoặc là thiên yêu cảnh giới. Chân hỏa mới là thiên Hòa. Nhưng mà có nhất định phải là như thế không? Tu tiên, tu ma, tu yêu đều là như vậy, nhưng Tần Vũ thì không giống. Tần Vũ tịnh không nói một lời nào, chỉ duỗi một tay ra, một đóa tử sắc hỏa diễm bồng bềnh trong lòng bàn tay của Tần Vũ. Hành động giải thích tất cả. Tông Quật cười lớn. Thật không ngờ được, hôm nay ta ta đúng là tên hề rồi, ha ha không ngờ chân hòa của tiểu huynh đệ đích thật đã đạt đến cấp biệt thiên hòa chẳng lẽ động thái này của tiểu huynh đệ y muốn nói sinh sinh tạo hóa đan này là do tiểu huynh đệ luyện chế tần vũ thất vọng trong lòng sinh sinh tạo hóa đan bất quá tùy tiện một viên trúc cơ đan hoặc là dùng bích thanh đan để liệu thương những loại cơ bản nhất dung hợp với sinh mệnh nguyên lực thần kỳ trong nội thể của tần vũ lại hình thành được sinh sinh tạo hóa đan đây không phải là do tần vũ luyện chế sao chỉ là đạt đến cấp độ sinh sinh tạo hóa đan đã khó, luyện chế còn 10 phần khó khăn hơn, các cao thủ ở cấp như Tần Vũ nếu muốn luyện chế, khả năng gần như là không thể. Đương nhiên điều kiện hạn chế thứ nhất chính là thiên hòa. Tổng tiến bối, đầy đích thực là do Vãn Bối tự tay luyện chế, chỉ là đi phương luyện chế đan dược là do thúc thúc của Vãn Bối nói cho biết. Tần Vũ trong lúc này chỉ có thể đem phương pháp luyện chế thần kỳ đó đổ lên người Lan Thúc nói là tự mình nghiên cứu chế xuất ra, thật tại quá thai hại nhân. Thúc thúc, ánh mắt tông quật sáng rực. Trùng nhi, người hãy về trước đi, ta có việc cần thương lượng với tần vũ tiểu Huỳnh đệ. Tông quật quay sang nói với liên trùng. Chẳng lẽ đại bá muốn một mình biết phương pháp luyện chế sinh sinh tạo hóa đan? Liên trùng chấn động trong lòng. Sinh sinh tạo hóa đan và phương pháp luyện chế là một thứ chân quý, chỉ cần trong đầu không có vấn đề thì đều biết đáp án một khi có phương pháp luyện chế sinh sinh tạo hóa đan là có thể luyện chế thêm nhiều viên đan dược nữa. Không quản là như thế nào, không thể để Tần Vũ huynh đệ bị cướp đoạt đi phương pháp luyện đan. Liên trùng đối với Tần Vũ vô cùng cảm kích, hắn không muốn Tần Vũ phải khó xử. Liên trùng nhìn Tần Vũ, rồi quay sang Tông Quật nói. Đại bá, người có thể nào đừng làm khó Tần Vũ huynh đệ được không, lần này chính huynh ấy đã cứu tính mệnh của con yên tâm, đại bá của ngươi há lại là người như vậy sao? Tông quật bình thản nói, liên trùng thấy yên tâm trong lòng. Đại bá của mình hành sự quang minh chính đại, bằng vào địa vị của đại bá, làm sao có chuyện cưỡng bách như vậy được, chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Đại bá, con xin cáo lui. Liên trùng nhìn Tần Vũ cười cười, sau đó liền rời khỏi hậu sảnh, hậu sảnh chỉ còn lại hai người Tần Vũ và Tông Quật. Tần Vũ nhìn Tông Quật một nhân vật tuyệt đối trong bạo loạn tinh hải, cao thủ vô địch trong truyền thuyết, ông ta lại muốn đơn độc đàm thoại cùng mình, rốt cuộc là vì cái gì? Tông quật khẽ cười nói, Tần Vũ tiểu huynh đệ, ta đơn độc đàm thoại với ngươi tịnh không có ý tư gì khác đâu, chỉ là ta muốn biết có một vấn đề, Tần Vũ tiểu huynh đệ nói đến thúc thúc, có phải là lan tiền bồi không? Ánh mắt của Tông Quật trong chớp mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn vào Tần Vũ. Người nói lan thúc. Tần Vũ giật mình, người cũng biết lan thuốc sao hà hà quả nhiên không ngoài dự liệu của ta ngoài lan tiền bối ra ta thật không nghĩ ra được ai có khả năng sáng tạo ra công pháp như vậy khiến cho một người ở độ kiếp kỳ có thiên hòa lại còn tạo ra được thứ đan dược như sinh sinh tạo hóa đan là lan tiền bối ta không còn cảm thấy kỳ quái chút nào nữa tông quật cười sảng khoái tân vũ đột nhiên cảm giác được tông quật ở trước mặt hoàn toàn không còn làm hắn bị áp lực như vừa rồi nữa ngược lại còn thân cận với hắn rất nhiều mọi việc đều là vì lan thúc tông tiến bối không phải tu luyện công pháp của vãn bối do sư tôn sáng tạo ra không phải là lan thúc tần vũ nói một cách nghiêm túc sư tôn lôi vệ của mình tuy lúc chết mới chỉ đạt đến độ kiếp trung kỳ nhưng công pháp này rốt cuộc vẫn là do ông sáng tạo ra tông quật giật mình liền cười lớn nói không có gì khác tất nhiên là sư tôn của ngươi với lan tiền bối cũng có quan hệ đều là ẩn sĩ cao thủ tân vũ rất muốn giải thích sự tôn của mình công lực vẫn còn cách xa lan thúc nhưng hắn không nói cứ để tông quật nghĩ như vậy cũng được hữu duyên hữu duyên không thể tưởng tượng được không ngờ thúc thúc của ngươi lại là lan tiền bối tông quật vui vẻ nói từ khi Tông Quật biết Tần Vũ và Lan Thúc có quan hệ, thái độ đối với hắn rất thay đổi, mười phần thân thiết, thậm chí ngay cả liên trùng cũng cảm thấy kỳ quái, đại báo mình cao ngạo như vậy, vì có gì chiếu cố đặc biệt đối với Tần Vũ. Làm sao liên trùng biết được Lan Thúc và Tông Quật có quan hệ, thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng không biết rốt cuộc Lan Thúc và Tông Quật có quan hệ gì. Tông Quật xưng hô Lan tiến bối, giữa hai người có quan hệ như thế nào? Nhị đảo chủ hỗ nghi cùng tam đảo chủ liên khiếu. Lúc đầu nói Tần Vũ đến bằng ma đảo trong hai ngày, họ sẽ cảm tạ trọng hậu, nhưng liên tục nhiều ngày, hai người này vẫn chưa xuất hiện. Ngày hôm nay, giữa Kim Vũ Điện và Tu La Cung có một cái hồ, chính giữa hồ lại có một ngôi đình nằm chơi trọi, tuyệt không có thông đạo đi vào, Tần Vũ liền đạp không trực tiếp bay vào trong đình. Ngồi trên đình, cảm thụ năng lượng thái dương chân hạch trong người liên tục luyện hóa cho tinh thuần, Tần Vũ có cảm giác không quá 10 ngày nửa tháng, bản thân có thể đạt đến độ kiếp trung kỳ. Ngày đạt độ kiếp trung kỳ, phải tiếp nhận chính là cửu cửu trọng kiếp. Cửu cửu trọng kiếp, ta có thể thành công vượt qua không, ngay cả ngũ trào kim long của long tộc, còn có tông quật tiến bối, bọn họ đều đã thất bại, ngược lại thanh long trong long tộc, và một vài tu chân giả cũng đã thành công, cửu cửu trọng kiếp, thật là khiến cho ta không có gì chắc chắn cả. Tần vũ thờ một hơi dài. Cửu cửu trọng kiếp, công lực càng cao, thiên phú càng mạnh, uy lực của cửu cửu trọng kiếp càng khủng bố ngũ trào kim long, kim sĩ đại bằng điều đều là siêu cấp thần thú, bọn chúng đều chưa thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp, nhưng ngược lại tiểu bối thanh long của long tộc, và có không ít tu chân giả bình thường vẫn thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Tu chân giả đạt đến độ kiếp trung kỳ, có thể tự thân nghênh tiếp cửu cửu trọng kiếp, mặc dù đều là cửu cửu trọng kiếp, nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt. Ai dám nói là mình có thể bình yên vượt qua, không một ai dám nói cả trong lòng Tần Vũ đang hồi tưởng lại lúc luyện hóa Thái Dương chân hạch cho tinh thuần trong đan điền nội thể, tu là cung một nhà ba người cũng đang khổ não. Không được, không được, linh chi tiên thảo này tuy chân quý, nhưng làm sao có thể so với sinh sinh tạo hóa đan, nguyên linh thạch, nguyên linh thạch thì có thể, chỉ là cha, mẹ, có mỗi chút nguyên linh thạch này mà hai người còn trần trừ gì nữa. Liên trùng nói với phụ mẫu hắn. Phụ thê liên khiếu, Hộ nghi hai người cũng vì lễ vật này mà khổ não mấy ngày nay rồi, không quản lễ vật gì, họ cảm thấy tính mệnh nhi tử còn quý hơn so với sinh sinh tạo hóa đan. Nguyên linh thạch, tại sao không tặng cho Tần Vũ tiểu huynh đệ hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch, chỉ cần hắn mạn ý, ta và mẹ ngươi cũng an tâm. Liên khiếu nói, tu chân giả không thích nợ người khác ân tình, điều này rất có ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện. Liên trùng lắc đầu nói, cha mẹ, hai người có lẽ không quên, Tần Vũ huynh đệ hắn không phải là tán tiên, tán ma hay tán yêu, hắn chính là tu chân giả độ kiếp kỳ, hắn căn bản không thể sử dụng nguyên linh thạch được, có tặng hắn nguyên linh thạch cũng không dùng được. Liên khiếu, hổ nghi giật mình, lập tức cười khổ. Phải, Tần Vũ không phải là tán tu, cũng không phải là thiên tiên, thiên ma, thiên yêu, căn bản vô pháp hấp thu năng lượng của nguyên linh thạch. Nếu như Tần Vũ có thể hấp thu năng lượng nguyên linh thạch, thì hắn sớm đã hấp thu rồi, cần gì khổ công chạy đến bạo loạn tinh hải giết chết một số hung thú như vậy. Phủ nhân, những món đồ quý mà hai chúng ta dễ dành vạn năm, không quản là vật gì, chỉ cần Tần Vũ chọn, toàn bộ đều có thể cho, như vậy được chưa? Liên khiếu đúng là đã bị bức không còn biện pháp nào, trong tay mình có một số khoáng thạch và thảo dược đều là vô cùng chân quý, nhưng mà thật sự không thế sánh bằng sinh sinh tạo hóa đan được đấy. Hộ nghi cũng tán đồng. Hai người bọn họ là thập nhất kiếp, thập nhị kiếp tán ma, đã đạt đến cảnh giới này, đối với ngoại vật muốn lấy tịnh không khó, tại sao không cho tần vũ toàn bộ? Cuồng chi tại bằng ma đảo, bằng vào địa vị của bọn họ, cần nguyên liệu nào mà lại sợ không có được? Ba người nhà liên trùng liền đến thẳng chỗ Tần Vũ, hai vị đại đảo chủ bằng ma đảo đã chuẩn bị đưa bảo tàng chân quý vạn năm đến để Tần Vũ lựa chọn. Trong ngôi đình ở giữa hồ, Liên Khiếu, hộ nghi phu phụ cùng Liên Trùng ba người đang không bay tới, trực tiếp bay vào trong đình, Tần Vũ đang yên lặng suy nghĩ bèn ngẩng đầu lên, lập tức mỉm cười. Hai vị tiên bối không biết có chuyện gì không? Tần Vũ hỏi. Thực tế trong lòng Tần Vũ cũng đã đoán được. Tần Vũ tiểu huynh đệ, người hao phí sinh sinh tạo hóa đan, cứu con chúng ta, hai phu phụ chúng ta cảm kích vô cùng, nhưng khổ não mấy ngày thật sự không thể tìm ra cách nào biểu đạt sự cảm kích của hai phu phụ chúng ta, vì vậy, không gian giới chỉ trên tay liên khiếu bay ra. Đây là không gian giới chỉ của ta, trong đó có các báu vật ta thu thập trong vạn năm, có nguyên linh thạch, lại có cả các loại dược thảo chân quý, nhưng chỉ có một ít khoáng thạch luyện khí. Những thứ này tùy tần vũ tiểu huynh đệ lựa chọn, bất kể ngươi chọn bao nhiêu. Ta cũng vậy, không gian giới chỉ này ta đã giải trừ huyết chi khế ước, ngươi lấy tất cả cũng được. Hộ nghi cười nói. Hai phu phụ, đối với báu vật mình thu thập vạn năm không một chút quan tâm. Hai vị tiền bối, các người. Tần Vũ căn bản không biết nói gì, hắn cứu tính mạng nhi tử đối phương, đối phương dừng lễ vật, điều này vốn rất bình thường, nhưng tất cả của cải đều đưa ra thế này, hắn trái lại không biết nên làm thế nào. Thực sự có thể có quyền lấy hết ư. Liên trùng vỗ vai Tần Vũ cười nói. Tần Vũ huynh đệ, không phải kiêng dày gì cả, một viên sinh sinh tạo hóa đan của ngươi, nhưng tương đương với một mạng." Tần Vũ cười nhẹ, nhận lấy hai không gian giới chỉ, linh thức quét một vòng. Dược thảo luyện đan. Trong Thanh Vũ Tiên phủ nhiều năm tích trữ một lượng lớn tiên thảo linh chi, những dược thảo này mỗi cái đều không biết bao nhiêu năm, dược liệu so với những thứ trong không gian giới chỉ này chân quý hơn nhiều. Khoáng thạch trong Thanh Vũ Tiên phủ khoáng thạch tuy không thể tính là nhiều, nhưng so với trong không gian giới chỉ này nhiều hơn gấp bội, cũng cao cấp hơn, tiên phủ của nghịch ương đế. Tùy tiện lấy ra một ít so với ở đây cũng chân quý hơn. Tần Vũ sở dĩ lấy không gian giới chỉ này chỉ vì muốn xem xem có cực phẩm nguyên linh thạch hay không. Nếu như có một khối cực phẩm nguyên linh thạch, điều này cũng coi như kiếm tiên khôi lỗi năng lực tăng thêm một cấp, đạt tới thực lực nhị cấp kim tiên. Kiếm tiên là nhị cấp kim tiên, thực lực mạnh mẽ, tính ra tông quật muốn thắng cũng rất khó khăn mấy nghìn khối hạ phẩm nguyên linh thạch, mấy nghìn khối trung phẩm nguyên linh thạch, chỉ có hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch, thế này cũng chân quý sao. Tần Vũ trong lòng cười khổ. Xem chừng ta mà có cả nguyên linh thạch khoáng mạch của bằng ma đảo thì tốt quá. Thượng phẩm nguyên linh thạch, Tần Vũ có cả trăm khối, nếu như có người có cực phẩm nguyên linh thạch. Hắn sẵn sàng dùng một trăm khối thượng phẩm nguyên linh thạch đổi lấy một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Đáng tiếc, phàm nhân giới, tần vũ tới giờ chưa phát hiện ai có cực phẩm nguyên linh thạch có lẽ chỉ tông quật có tần vũ đưa hai không gian giới chỉ cho liên khiếu và hỗ nghi trong tay lúc này cầm một khối hạ phẩm nguyên linh thạch hai vị tiền bối khối hạ phẩm nguyên linh thạch này giờ chính là lễ vật của hai vị cho ta tần vũ tiểu huynh đệ ngươi liên khiếu và hỗ nghi phu phụ nhất thời ngạc nhiên vô cùng họ đương nhiên biết trong không gian giới chỉ có những gì tần vũ không ngờ chỉ chọn một khối hạ phẩm nguyên linh thạch ở phạm nhân giới mà nói nguyên linh thạch cực kỳ ít ỏi một khối hạ phẩm nguyên linh thạch cũng tính là chân quý nhưng so với sinh sinh tạo hóa đan căn bản không thể so sánh tất cả các loại linh đan cùng công hiệu hai vị đảo chủ đều thấy sự chân quý không thể so sánh được hỗ nghi nhìn tần vũ trong lòng dấy lên một trận cảm động Tần Vũ tiểu huynh đệ, người có phải sợ chúng ta vì thiếu ân tình của ngươi mà không an tâm, nên trong số nguyên linh thạch chọn lấy hạ phẩm nguyên linh thạch giá trị thấp nhất đúng không?" Hỗ Nghi hỏi lại. Một khối hạ phẩm nguyên linh thạch đối với họ có thể nói đích xác không quan trọng. Tần Vũ quả đúng như vậy, chính xác là muốn hai người an tâm. Nếu Tần Vũ không lấy thứ gì, trái lại có thể khiến Hỗ Nghi phu phụ mãi mãi nợ ân tình của Tần Vũ, nhưng Tần Vũ lấy đi, chỉ là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch một khối hạ phẩm nguyên linh thạch để đến đáp, vậy là đủ, chỉ là ta muốn hỏi một chuyện. Tần Vũ nhìn hỗ nghi, Liên Khiếu nói. Liên trùng vỗ vai Tần Vũ nói. Hảo huynh đệ, lấy một khối hạ phẩm nguyên linh thạch, huynh đệ ta bội phục ngươi, ngươi muốn hỏi điều gì, chúng ta nhất định trả lời. Hỗ nghi và Liên Khiếu cũng gật đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu nói. Hai vị tiên bối, ta hiện tại cần giải quyết một chuyện, nhưng để giải quyết chuyện này rất cần một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Không biết ở đây có cực phẩm nguyên linh thạch không, ta có thể dùng sinh sinh tạo hóa đan để trao đổi, ta cũng còn mấy viên sinh sinh tạo hóa đan. Tần Vũ quả thật không có chế tạo nhiều sinh sinh tạo hóa đan. Thứ nhất, Tần Vũ không biết lục sắc quang điểm trong lưu tinh lệ có thể cạn kiệt hay không, nếu như quả thật có giới hạn, sử dụng hết sẽ rất thảm. Thứ hai, chân bảo quý hiếm, một khi không còn quý hiếm, cũng chẳng còn là chân bảo nữa số lượng ít, chỉ càng làm tăng giá trị sinh sinh tạo hóa đan. Cực phẩm nguyên linh thạch Hỗ nghi nhíu mày, trầm chậm, chậm nói. Nếu chúng ta có cực phẩm nguyên linh thạch, căn bản không cần tần vũ tiểu huynh đệ ngươi dùng sinh sinh tạo hóa đan trao đổi mà trực tiếp đưa cho ngươi, chỉ là phu phụ chúng ta quả thực không có. Liên khiếu nhíu mày nói. Đại ca huynh ấy có, chỉ là, muốn huynh ấy đem ra, khả năng không lớn. Liên trùng liền phản đối. Cha, mê, đại bá đã độ qua thập nhị kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng yêu giới, tới yêu giới, nguyên linh thạch số lượng so với ở phàm nhân giới nhiều hơn nhiều. Đại bá Hà Tất phải mang theo cực phẩm nguyên linh thạch bên mình, huống hổ con thấy đại bá đối với Tần Vũ huynh đệ rất tốt, có lẽ có thể đem ra. Tần Vũ trong lòng minh bạch, cực phẩm nguyên linh thạch hiển nhiên chỉ tông quật có. Trùng Nhi Câu vừa rồi nói rất đúng một âm thanh vang lên bên tai mọi người, chỉ thấy tông quật vô nguyên cớ xuất hiện trong đình, trong đình có một cái bàn đá, có bốn chỗ ngồi. Tà địch xác là tán yêu thập nhị kiếp, thời gian đến lúc phi thăng không còn dài nữa, cực phẩm nguyên linh thạch đối với ta mà nói, không còn bao nhiêu quan trọng. Tông quật nói, liên trùng lập tức nói, vậy đại bá lấy ra đi. Không thể. Tông quật lắc đầu nói, tân vũ trong lòng chấn động, nhưng hắn không nói gì, bình tĩnh nghe Tông Quật giải thích. Các ngươi phải biết, trung tâm bằng ma đảo là nguyên linh thạch khoáng mạch, chính là nguyên linh thạch khoáng mạch lớn nhất trong bạo loạn tinh hải. Nhưng khối cực phẩm nguyên linh thạch lại là trung tâm của khoáng mạch này. Tông Quật quét mắt nhìn mọi người. Tần Vũ trong lòng thầm gật đầu. Nguyên linh thạch khoáng mạch nhỏ cũng dài mấy chục dặm, không có cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu có cực phẩm nguyên linh thạch, tám chín phần cực phẩm nguyên linh thạch đó chính là hạch tâm. Cực phẩm nguyên linh thạch đó ta từng lấy ra một lần, chỉ là sau khi lấy ra, ta phát hiện cả khoáng mạch bị khô kiệt. Nhưng khi ta đem trả cực phẩm nguyên linh thạch về liền phát hiện, khoáng mạch chậm chậm sản sinh một ít nguyên linh thạch. Tổng quật nhìn hộ nghi. Nhị muội bao nhiêu năm qua, người có thấy nguyên linh thạch khoáng mạch của bằng ma đảo chúng ta bị suy giảm chưa? Hộ nghi lắc đầu nói. Không có. Tổng quật gật đầu nói. Đúng, mỗi năm ta lấy ra một ít nguyên linh thạch, cùng với nguyên linh thạch mỗi năm sinh ra số lượng tương đương như vậy có thể bảo trì khoáng mạch tồn tại vĩnh viễn tần vũ trong lòng đã minh bạch ý của tông quật trước khi ta chiếm cứ bằng ma đảo cũng có tiền bối chiếm cứ rồi nhưng những tiền bối đó không một lần lấy ra khối cực phẩm nguyên linh thạch mấy trăm vạn năm qua luôn luôn như vậy ta thật không muốn vì nguyên do của ta phá hủy khoáng mạch này tông quật ánh mắt chăm chú nhìn tần vũ tần vũ trong lòng minh bạch ý của tông quật cười nói. Tông tiền bối không cần phải nói nhiều, vãn bối hiểu nỗi khổ của tông tiền bối, khoáng mạch này có thể tồn tại mấy trăm vạn năm thì sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi. Đúng lúc này, Tần Vũ trong lòng chấn động, lập tức tay phất lên, trong tay đã xuất hiện truyền tấn lệnh. Đại ca, đệ và hầu tử đã độ qua cửu cửu trọng kiếp thành công, ha ha, thành công rồi, bọn đệ thành công rồi, ha ha. Tiếng của tiểu hóc qua truyền tấn lệnh truyền tới lúc này Tiểu Hắc hiển nhiên vô cùng kích động. Tần Vũ đang có một chút tiếc nuối lúc này cũng lập tức kích động. Thành công rồi, các ngươi đều độ qua cửu cửu trọng thiên kiếp thành công, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chỉ là Tần Vũ trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc, cả ngũ trào kim long, kim sĩ đại bằng biểu đều độ kiếp thất bại, vậy Tiểu Hắc và Hầu Phí ít nhất phải là thượng cấp thần thú, độ kiếp sao lại dễ dàng như vậy. Giác giác, đại ca, tạp mau điều lần này thực sự nguy hiểm. May mắn là những chỉ dẫn lúc đầu của Lan Thúc rất có hiệu quả, đệ và tạp mau điều đều trong nguy hiểm độ kiếp thành công. Hầu phí lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Tần Vũ lúc này minh bạch, nguyên lai độ kiếp và các chỉ dẫn của Lan Thúc có quan hệ. Đại ca, đệ và hầu tử trở về bây giờ đây. Huynh đang ở đâu? Hạc Vũ lo lắng hỏi. Khi Tần Vũ cùng hai huynh đệ hắn truyền âm, thì tu ma giả và tu chân giả của Đằng Long Đại Lục đã đạt tới xung đột cao nhất thời gian kéo dài đến lúc Minh Lương chân nhân chất vấn Liên Nguyệt Nương Nương về thủy mặc họa. Trong phiêu miểu điện, âm nguyệt cung, lúc này Liên Nguyệt điện vang lên tiếng nổ, Minh Lương chân nhân cầm nguyên anh của Liên Nguyệt Nương Nương, còn Vu Hắc tức giận lao tới Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân. Người không nói, rất tốt. Minh Lương chân nhân ánh mắt u tĩnh như mặt hồ, bùng phát quang mang hãi nhân. Dừng tay. Một tiếng giống vang khắp phiêu miểu điện, Vu Hắc giống như hung thần, cực tốc lao đến người tiến thêm một bước, à ta chắc chắn sẽ chết. Minh Lương chân nhân ánh mắt khôi phục vẻ u tĩnh, chỉ nhìn lướt qua Vu Hắc, Vu Hắc lập tức dừng lại, vừa rồi thanh âm của Minh Lương chân nhân vang lên trong đầu hắn. Minh Lương chân nhân nhìn Liên Nguyệt nương nương, truyền âm nói: "Như vậy, người thực sự muốn tìm chết. Muốn giết cứ giết, đừng lãng phí thời gian." Nguyên Anh của Liên Nguyệt cười lạnh: "Vậy, chết đi." hưu thủ của minh lương chân nhân đang nắm nguyên anh của liên nguyệt nương nương đột nhiên phát sáng vu hắc thấy vậy lại bắt đầu nổi giận vùng hắc sắc cự phủ chém tới minh lương chân nhân nhưng đối diện với uy thế hãi nhân của vu hắc minh lương chân nhân ngón tay trái chỉ điểm nhẹ một cái một điểm quang mang sát na bao trùm tầm nhìn của vu hắc vu hắc lúc này thực sự cảm thấy sợ hãi vu hắc lập tức vung cự phủ chém tới điểm quang mang đó đúng lúc chém tới vu hắc cảm thấy thân thể chấn động liên tục thối lui mấy trăm mét va và vào cung điện ở bên cạnh lực lượng cường mạnh những tán ma đến từ các môn phải khác trong lòng đều kinh ngạc vu hắc thực lực không cần phải nghi ngờ nhìn minh thiện chân nhân làm bằng chân nhân bị áp đảo thì biết tuy nhiên minh lương chân nhân không ngờ chỉ điểm nhẹ một cái đã làm vu hắc bị thương vậy thì thực lực phải như thế nào không ngạc nhiên là thủ lĩnh tinh thần của tu tiên giả không tự lượng sức nếu như là ô không huyết ta còn có thể coi trọng một chút ngươi không có tư cách. Lời nói lãnh đạm thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Minh Lương, trong khi đó Vu Hắc đang thổ huyết. Minh Lương chân nhân đứng giữa vòng vây của các tán ma, đạo bảo tung bay, ánh mắt điềm nhiên u tịnh đó nói lên Minh Lương chân nhân không để những người phía trước vào mắt. Hà hà, Minh Lương, ngươi không phải nói, nếu ô không huyết tới, ngươi còn coi trọng, ta tới rồi, ngươi cũng nên thả liên nguyệt ra. Một tiếng cười lớn độc ác vang lên đồng thời một đám mây màu huyết hồng bao trùm trời đất bay tới. Lúc trước ở cửu kiếm tiên phủ, nghiền cơ nương nương liều mạng thi triển ra mấy đóa thiên ma huyết vân, nhưng ô không huyết chỉ mới xuất trường, đã thành hàng nghìn vạn huyết vân. Tuy nhiên huyết vân của ô không huyết còn có một cỗ huyết tinh khí tức mạnh mẽ. Ô không huyết, bình lương chân nhân hữu thủ đang định hạ sát thủ cũng dừng lại, hắn chăm chú nhìn đám mây huyết hồng sắc giữa không trung. Một đạo hồng sắc lưu quang từ trên không đạp xuống, sát na một thân hình xuất hiện tại phiêu miểu điện, người này gương mặt anh Tuấn gần giống như nữ nhân, chính xác mà nói, trông hơi giống minh lương chân nhân. Răng trắng môi hồng, da thịt như ngọc, chỉ là u không huyết đôi mắt màu đỏ đáng sợ, mình mặc trường bào màu đỏ, màu đỏ đó giống như là nhuộm máu. Minh lương, lâu rồi không gặp. Ô không huyết cùng với hỗ nghi chiến đấu, người không ngờ chưa chết, cũng thật là may mắn. Bình lương chân nhân điềm nhiên nói. Ô không huyết cười tươi, Ngươi và ta lúc thập nhất kiếp, bất phân thắng bại, bây giờ ngươi và ta đều đã thập nhị kiếp, ta không biết ngươi tu luyện điểm tinh quyết tới cảnh giới nào, không biết có thể chống lại huyết ma ma đạo của ta không? Không thử làm sao biết được. Bình lương chân nhân hữu thủ nắm nguyên anh của liên nguyệt nương nương, đồng thời trên tay quang mang lại bùng lên.